Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Không biết là các bạn đang xem video, có bạn nào thích chụp ảnh hay là quay lại những video không các bạn? Hãy cùng comment để mà chia sẻ lại sở thích này cho tôi được biết với nha. Các bạn thân mến, biết sao không? Camera là một phát minh thật sự vĩ đại của con người. Nhờ có camera mà nhiều khoảnh khắc khó tin nhất của con người đã được ghi lại và lưu giữ cho đến tận bây giờ. Tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh thế giới, hãy cùng tôi đi khám phá những khoảnh khắc phi thường và khó tin nhất được camera ghi lại ngay và luôn các bạn nha. Thứ nhất, nước lọc hay coca? Trời ơi, tôi chắc chắn một điều luôn là các bạn sẽ không thể nào uống coca thay cho nước lọc được, đúng không? Thế nên nếu như cho lựa chọn giữa nước lọc và coca thì tôi sẽ chọn nước lọc liền. Và ngay cả Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ đâu nha các bạn. Và trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Hungary ở lượt mở màn Euro 2020, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏ vẻ không hài lòng, mặt mày cau có khi nhìn thấy hai cái chai coca nằm chình inh ở trên bàn. Và ngay từ lúc mà chưa ngồi ấm chỗ nữa thì CR7 của chúng ta đã chuyển hai chai coca sang bên cạnh, đồng thời cầm chai nước lọc không có nhãn mác lên, rồi nói to, cứ uống nước lọc thôi. Trời ơi, điều đáng nói là Coca-Cola chính là nhà tài trợ chính thức của Euro 2020, nên họ hoàn toàn có quyền đặt chai nước ở trên bàn mà. Thế nhưng chính hành động này của Ronaldo đã tát thẳng vào mặt Coca-Cola, khiến cho hãng nước ngọt này bị thua lỗ nặng. Nghe đâu mất sương sương đến 4 tỷ đô la Mỹ thôi à các bạn. Trời ơi, đúng là số nhỏ cho Coca-Cola khi gặp phải anh chàng CR7 của chúng ta, đúng không nào? Thứ hai, nữ MC lộ ngực trên bản tin trực tiếp. Vâng, cô MC Daniela Crudu, xinh đẹp dẫn chương trình thời tiết của Romania đã khiến cho khán giả ta nói phải choáng váng vì khoảnh khắc hớ hên khi mà nhảy múa để rồi kết thúc bản tin trực tiếp. Cô nàng diện một cái áo hở rốn nha các bạn, cùng chiếc quần bò bó sát rất là quyến rũ luôn. Tuy nhiên, chính vì cái áo quá ngắn này, khi mà giơ tay lên cao thì Crudu đã vô tình để lộ trọn một bên ngực trước ống kính máy quay và hàng triệu khán giả đang xem. Đây cũng phải là lần đầu tiên Crudu hớ hên vậy đâu. Cô đã từng mặc chiếc áo quay cổ sâu vì mãi nhảy múa cho nên đã bị lộ ngực trước bàn dân thiên hạ. Mặc dù đã nhanh chóng kéo lên rồi, ấy thế mà cũng đủ để khán giả được một phen nóng hết cả mắt luôn các bạn ha. Trời ơi, thế này thì xem thời tiết là phụ thôi, xem cô MC mới là chính chứ. Thứ ba, giật mình vì bị mây đuổi. Các bạn ơi, các bạn đã từng mơ ước được chạm đến những đám mây chưa ta? Với những người phụ nữ trong video này thì ước mơ không còn là mơ ước nữa nha các bạn, vì nó đã thành hiện thực mất tiêu rồi. Coi nè, trong một bãi đỗ xe ô tô, một người phụ nữ bất ngờ bị đám mây trắng tinh bồng bềnh đuổi theo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết trơn, cô đã nhanh chóng bỏ chạy và tỏ ra rất là sợ hãi nữa chứ. Sau đó đám mây kỳ lạ này đã chuyển hướng bay đi thầm thủ khắp thành phố. Cơ mà chẳng hiểu kiểu gì mà nó lại xà xuống mặt đất được các bạn ơi. Có bạn khán giả nào cao tay có thể giải thích giùm tôi hiện tượng kỳ lạ này không vậy? Hãy comment ngay cho tôi được biết chứ nào. Thứ tư nha, nữ vận động viên trượt băng. Những bộ trang phục bó sát lộng lẫy sẽ giúp cho các vận động viên, đặc biệt là vận động viên nữ các bạn, trượt băng thêm phần tự tin, thể hiện xuất sắc màn trình diễn của mình, đúng không? Thế nhưng mà chính những bộ váy này đôi khi phản chủ khiến cho các nữ vận động viên của chúng ta gặp phải những tình huống hớ hên đấy. Tại Olympic mùa đông năm 2018 tổ chức ở Hàn Quốc, nơi quy tụ những vận động viên xinh đẹp và tài năng nhất thế giới, đã xảy ra những sự cố hy hữu. Nhưng phía sau lại cực kỳ táo bạo nha, khi mà để hở phần lưng và phần hông, ta nói trông cực kỳ là quyến rũ sexy luôn. Những đoạn xoay người, ta nói chiếc váy đã lộ trọn bờ mông gợi cảm của cô luôn các bạn, đốt mắt hàng triệu khán giả. Thế nhưng mà nhờ phần thể hiện xuất sắc như vậy, cô và bạn nhảy đã giành được huy chương bạc. Tôi cá là anh em tôi đi tôi lại để xem video. Thứ năm, pha dụ lạc đà khó đỡ. Vâng, trên con đường nhiều xe cộ qua lại giữa vùng sa mạc khô cằn như thế này, một người đàn ông đang lái ô tô thì phát hiện hai mẹ con lạc đà. Chúng đang đi trên đường cao tốc các bạn, hết sức là nguy hiểm luôn. Chính vì thế, người đàn ông đã nhanh chóng ra khỏi xe, quyết định là cứu hai mẹ con lạc đà ngốc nghếch. Anh ta chạy đến bế thóc chú lạc đà con lên rồi chạy vào trong vùng sa mạc an toàn. Lạc đà mẹ là tưởng con mình bị bắt nên cũng chạy theo. Mặc dù xuất phát từ lòng tốt bụng nhưng mà cảnh tượng này thật sự là rất là hài hước và quá trời là buồn cười đúng không các bạn? Hiểu lầm thôi, xíu làm ghê vậy. Thứ 6, dắt chó thời 4.0. Các bạn ơi, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay á, người người đều phải ở nhà cách ly và ngay cả vật nuôi cũng không ngoại lệ luôn. Nhưng vì muốn làm cho chú có cưng của mình được vui vẻ nha,
một cư dân Cộng hòa Sip tên là Demetrio đã quyết định ở nhà dùng drone, tức là máy bay điều khiển từ xa, để mà dắt chó đi dạo các bạn. Sau bao nhiêu ngày ở nhà thì cuối cùng chú chó của chúng ta cũng đã được xuống phố rồi. Có vẻ như nó mừng muốn rớt nước mắt luôn rồi nè các bạn. Đoạn video dắt chó thời 4.0 với dòng chú thích là: hãy ở nhà để đảm bảo an toàn, nhưng đừng quên làm thú cưng của bạn vui vẻ, đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là ý tưởng tránh dịch rất là hay, nhưng mà nhiều người cũng nghĩ đây là phương pháp không thực sự an toàn và vệ sinh cho lắm. Bởi vì một cái vấn đề đơn giản thôi các bạn, đó là ai sẽ là người dọn bãi mìn của chú chó trên đường đây? Các bạn nghĩ sao về ý tưởng này? Hãy comment cho tôi được biết với nha. Tôi thấy thì nó hay á. Thứ 7, trượt ván trên không trung. Trượt ván trên mặt đất cũng bình thường thôi, nhưng mà để tăng thêm level khó cho game này thì anh chàng này đã quyết định biểu diễn kỹ năng thượng thừa của mình trên bầu trời. Những màn lộn nhào xoay tiết người đến chống cả mặt của anh chàng đảm bảo sẽ khiến cho các bạn phải há hốc mồm đấy. Cùng xem lại video nhé. 8. Kỳ lạ voi. Chuột lướt ván. Không biết ở đây có bạn nào từng xem bộ phim nổi tiếng Chú chuột siêu quẩy rồi ta? Nếu như xem video này thì bạn sẽ ngỡ như là được gặp chú chuột Stuart ngoài đời thực luôn các bạn. Chú chuột tí hon đang biểu diễn một màn lướt sóng rất là chuyên nghiệp và cơ khôi trong bể bơi, trước sự chứng kiến và cổ vũ của hàng trăm người. Điều kinh ngạc nha là chú ta đứng bằng hai chân trên ván luôn, tay cầm dây kéo như một vận động viên ta nói lướt sóng thực thụ nha các bạn. Quá là kinh ngạc và thán phục luôn đúng không? Còn chân cho gì nữa mà không tặng ngay những chiếc tim cho chú chuột nhỏ bé tài năng này đi nào. Thứ 10, dùng đầu gối đua xe. Các bạn biết không, đua xe mô tô thực sự là một bộ môn nguy hiểm với các vận động viên luôn á. Trong các trận thi đấu, một người đua xe mô tô không may mắn đã mất tay lái. Anh đã quyết định là khống chế chiếc ô tô bằng cách nhảy xuống, giảm tốc độ bằng chân luôn và dùng đầu gối trượt song song với chiếc xe để hoàn thành cuộc đua. Rất là may mắn nha các bạn, anh chàng này có bộ đồ bảo hộ rất là hiện đại, chứ nếu không thì cái đầu gối của anh sẽ bay mất trong tích tắc, mất tiêu luôn á. Một pha xử lý quá là nguy hiểm các bạn ha. 11. Băng dính ma thuật. Nếu như các bạn đang tìm mua một cuộn băng dính siêu chắc, siêu bền, không thấm nước thì có thể tham khảo ngay video này của tụi tôi nha. Người ta đã sáng chế ra một loại băng dính hiện đại, cao cấp, có thể dính được mọi thứ nha các bạn. Trong đoạn video là một chiếc bình khổng lồ nhưng mà có lỗ hổng, nước cứ ào ào phun tới tấp vậy nè. Thế nhưng chỉ vừa dán đoạn băng dính ma thuật này thôi thì lập tức nha, lỗ hổng đã bị bịt kín lại, không một hạt nước nào có thể chảy ra luôn. Quá đỉnh luôn anh em ơi, lát cả mắt thiệt luôn. Không biết là cụ băng dính ma thuật này có mặt tại Việt Nam chưa ta, để tôi order coi. 12. Mông biển vào siêu thị ăn trộm snack. Những loài động vật luôn khiến chúng ta bất ngờ vì cái độ lầy lội của tụi nó các bạn ha. Trước cửa siêu thị nè, một chú mòng biển tiến đến, ta nói ngó nghiêng, ta nói chờ cơ hội để mà đột nhập. Và khi chiếc cửa tự động nó vừa mở ra thôi, nó đã nhanh chóng chạy vào, cắp một gói bim bim đi ra ngoài. Thành công thực hiện được phi vụ trộm cắp vui nhất trong đời. Đâu chỉ có thế các bạn, nó còn dùng mỏ chọc thủng gói snack và thưởng thức ngay trước cửa siêu thị luôn. Ta nói đúng là đồ mặt dày luôn á trời. 13. Giải sâu lông 5m bòn ngang qua đường. Cảnh báo trước với mình là video này không dành cho những bạn sợ sâu đâu nha. Nhớ suy nghĩ kỹ nha. Một người đã quay lại được một cảnh tượng hết sức là kỳ quái và kinh dị ở một con đường của Australia. Anh Anderson khi đang lái xe về nhà bỗng trông thấy một vật thể lạ vắt ngang qua đường các bạn. Khi mà đến gần hơn nha, anh mới phát hiện thì ra giải kỳ lạ này là 150 con sâu lông lá nối đuôi nhau tạo thành đó. Chúng qua đường theo hàng và dài đến tận 5 mét. Trời ơi, tôi chắc chắn đây là một điều kỳ lạ nhất mà con người từng được chứng kiến luôn á.
Theo các nhà khoa học thì có thể đây là một cách tự vệ của loài sâu. Việc bò nối đuôi nhau giúp chúng nhìn như là một con rắn, hoặc là có thể giúp chúng bò qua đường dễ dàng hơn. Thế nhưng mà ai trông thấy cảnh tượng này chắc cũng sợn hết cả gai ốc, lông gà, lông vịt, tao nói dựng đứng hết luôn như tôi vậy nè. Những khoảnh khắc trên đây thực sự là thú vị và phi thường phải không các bạn ơi? Nếu như bạn nào đã quay lại được những đoạn video hay thì hãy chia sẻ cho thầy ở bên dưới liền ngay nhé. Đến đây thì video ngày hôm nay sẽ được khép lại rồi. Các bạn thấy khoảnh khắc nào là vi diệu nhất nè? Hãy cùng comment để cho tôi được biết với nha. Và đừng quên như cũ like, share và subscribe rộng rãi vô để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất của tôi nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng. Hẹn gặp lại ở các video sau nha. Xin chào.